Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn chấm dứt hoạt động dịch vụ trên mặt nước tại thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sáng 21 tháng 4 năm 2024, phóng viên báo Thanh Niên vẫn ghi nhận hoạt động du thuyền chở khách đạp pedalo tại đây không chấm dứt qua dịp lễ 30 tháng 4. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã có văn bản giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm khẩn trương yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt ngay hoạt động dịch vụ trên bề mặt nước thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm trước ngày 25 tháng 5. Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, vào tháng 7 năm 2023, đơn vị này đã tiếp nhận bàn giao quản lý mặt nước Hồ Tuyền Lâm từ Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng. Thực trạng tại khu vực bến thuyền Hồ Tuyền Lâm đã có hai tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ theo hợp đồng thuê mặt nước từ Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng, đó là Hợp tác xã Du thuyền Hồ Tuyền Lâm hoạt động kinh doanh dịch vụ du thuyền và ông Nguyễn Đăng Hà hoạt động kinh doanh dịch vụ đạp pedalo. Trước khi thực hiện bàn giao, Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng đã thanh lý hợp đồng cho thuê mặt nước đối với tổ chức cá nhân này. Tuy nhiên, hai tổ chức cá nhân này đã hoạt động lâu dài từ năm 2005 đến nay, nơi đây là nguồn thu của hơn 50 tài xế thuyền chở du khách trên Hồ Tuyền Lâm và họ có nguyện vọng được tiếp tục thuê mặt nước để có thu nhập ổn định cuộc sống. Vì vậy, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm thu.